Xin chào các bạn, và chào mừng đã quay trở lại với channel Bức Thư Gaming. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với lại game Chị Hàng Xóm Đáng Sợ. Và lần trước mình có đọc sơ qua cái phần hướng dẫn, nói chung là cái phần gợi ý về cái lựa chọn này, thì mình đã phát hiện ra là chúng ta nên lựa chọn cái lựa chọn số 3, tức là lựa chọn không thèm nhìn thẳng vào chị ta. Rồi coi như là chúng ta đánh mặt làm ngơ dựng hồn vu vơ. Nè, どうして私に意地悪するの？私、気持ち悪い？めんどくさい？一緒にいて疲れるの？ねえ、tại sao cậu lại trêu chọc tôi? Có phải là vì tôi quá là kinh tởm không? Hay là tại vì tôi phiền phức? Hoặc là cậu ở cùng với tôi thì sẽ cảm thấy mệt mỏi? うっとうしい。もしそう思ってるなら、なんで口で言ってくれないの？なんであんな意地悪したの？ねえ、どうして？ Đáng ghét sao? Nếu mà như vậy thì tại sao cậu lại không nói ra đi? Tại sao cậu lại cứ im lặng như thế, chọc ghẹo tôi hả? Nè, tại sao? Đó là bởi vì mày, mình cảm giác là mình nên xếp lại ở chỗ này các bạn ơi. À, rồi. Chúng ta tiếp cái dòng thoại tiếp theo à. Rồi. À, cậu có quen với cô gái đó à? Đại nào nào, その女も. Đột nhiên. Cô ta là ai thế? Hai dấu chấm thay. À, làm ơn đừng có lớn tiếng ở chỗ này được không vậy? Cô gái đứng ở kế bên tôi hết hồn rồi kìa. Xung quanh thì bắt đầu gọi là nhìn về hướng này theo cái kiểu là hiếu kỳ. Watashi ni wa anna koto shite okinagara doushite hoka no onna o kudoite iru no yo? Yoku sonna koto ga heiki de dekiru wa ne? Tại sao lại nói cái câu này nó nghe khá là dễ hiểu lầm đấy. Cậu đã làm những chuyện như vậy với tôi, tại sao cậu lại còn đi tán tỉnh cô gái khác nữa hả? Tại sao cậu lại có thể bình thản làm được chuyện đó chứ? Nó là không phải như vậy rồi mà. どうせ私がブサイクだからでしょ。私が醜いから避けてるんでしょ。そうなんでしょ。Chắc chắn là do tôi xấu xí, do tôi khó ưa cho nên là cậu mới tránh tôi đúng không? Đúng vậy không? À, mình nghĩ là không hẳn như vậy đâu. Chắc là vén mái tóc lên thì vậy cũng khá là xinh đấy. ブサイクな女なんてどう扱ったって構わないと思ってるんでしょ。だから女にランクつけて態度変えてるのね。À, bởi vì cậu nghĩ rằng là nếu mà là một đứa con gái xấu thì cậu đối xử sao cũng được cả, cho nên là cậu mới có cái thái độ là gắn từng khung hạn cho từng cô gái đúng không? その女には優しいんでしょ、甘いんでしょ、そうよね。だって口説いたんだもの。私にはあんな優しい言葉かけてくれなかったのに。À, đang nói những cái điều mà hết sức vô lý nha. Bởi vì cậu đối xử với cô ta quá là tốt còn gì. À, lại còn ngọt ngào nữa. Đúng vậy đó. À, tại sao cậu lại tán tỉnh cô ta bằng những lời đó chứ? À, còn tôi thì sao? Tại sao cậu lại không dùng những lời lẽ ngọt ngào đó dành cho tôi chứ? À, mô sai tệ. Sai tệ. Sai tệ yo, con na no hido sugiru wa. À, buồn cười thật chứ. À, cậu đúng là đồ tồi tệ. Tồi tệ, tồi tệ. Cậu quá đáng quá. Nãy giờ mình có cảm giác như là tự biên tự diễn luôn. Nếu mà đây là vở kịch độc thoại thì chắc chắn là mình sẽ ngồi đó cười. À, xin lỗi nhé, có vẻ như tôi đã làm phiền hai người rồi. Cho tôi xin phép đi đi. Chuột mất tiêu rồi. À, đợi đã. À, cô gái đó thì có vẻ như đã quá sợ hãi cho nên là vội cầm cái tô chạy đi mất rồi. Chết tiệt, tại sao lại như thế này chứ? ほら見ろ、後ろめたいことがあったから去ったのよ。やっぱり魔女じゃないの。Thấy chưa? Quả nhiên là cô ta có mưu đồ xấu xa cho nên là cô ta mới bỏ đi như vậy đi. また会うんでしょ、後から。そうよね、私邪魔者だものね。後から会い引きするつもりなんでしょ。Ôi giời, cậu sẽ rồi lại gặp cô ta đúng không? Bởi vì tôi là một kẻ rất là cản trở hai người. Lát nữa thì cậu sẽ lại gọi là ngoại tình với cô ta đúng không?
Iyarashi. À, Iyarashi. Thuketsuyo. Cậu đúng là biến thái. Thật là bẩn thỉu. À, bực bội rồi đó. À, tôi không có lý do gì để mà ngồi nghe cô ta nói nhảm không cả. À, tôi phải mau chóng ăn hết cái đống cơm này rồi đi thôi. Chấm chấm chấm. Vẫn bám theo à? Ế? Vẫn theo các bạn ơi. Giờ sao đây? Xếp lại nhá. Chứ là hết ô xếp luôn rồi. Làm nhiều ô xếp chứ chứ. Cô ta lại theo tôi nữa rồi. Nè, gomen nasai. Watashi sakki wa douka shiteta wa. Gomen nasai. Douka yurushite. Menhera tinh thần bất ổn rồi. Xin lỗi cậu, khi nãy chắc là tôi bị cái gì đó nhập rồi. Xin lỗi cậu, làm ơn hãy tha cho tôi đi. Giờ lại là xin lỗi rồi các bạn ơi. Are wa anata no tame da to omotta no yo. Natsuzura kun ni warui mushi ga tsukanai you ni tte. Watashi nari ni anata no koto o omotte nano yo. Đó là tôi suy nghĩ cho cậu đấy. Tôi không thích cậu bị những con ruồi bọ bâu vào. À, đó là cái cách mà để tôi quan tâm cậu. À, chị ta cứ gọi là lảm nhảm như là lời nguyền vậy đó. À, và chị ta cứ liên tục xin lỗi như vậy, không dứt. So yo. Ano onna datte kitto tondemonai yatsu ni chigai nai wa. Otonashisou na kao shite dare ni datte mata o hiraite ru ni chigai nai wa. Ôi, thành kiến dữ vậy. À, đúng rồi đó, cô ta chắc hẳn là một kẻ gọi là rất là tồi tệ. Nhìn khuôn mặt hiền lành vậy thôi chứ lúc nào cũng sẵn sàng với người đàn ông khác. Nante saite na onna nano? Đúng là một con ả tồi tệ. Ne. Natsuzura-kun mo sou omou wa yo ne. Yokatta wa yo ne. Hen na onna ni tsukekomarenakute. À, mới gặp lần đầu thôi, chị ơi. Vậy nhá. Nè, có phải là cậu cũng nghĩ như vậy không? Thế thì tốt quá. À, cậu đã bị một cái con nhỏ tồi tệ như vậy tấn công. Tự biên tự diễn rồi, không được rồi. Watashi ga zutto soba ni iru kara ne. Natsudora-kun ga warui onna ni ii you ni sarenai you ni watashi ga mite iru kara ne. Cậu cứ an tâm đi, tôi sẽ mãi ở bên cạnh cậu. À, cậu sẽ không bị những cô gái tồi tệ đó lừa nữa. À, giờ sao đấy? Nãy mình đã xếp lại rồi, nhưng mà nó cũng khá xa. Đầu tiên là chúng ta sẽ nổi nóng, thứ hai thì chúng ta không nổi nóng. À, bây giờ thì mình sợ, mình rất là sợ nếu bị, nếu mà nổi nóng lên bị chém một phát thì thôi. Cho nên là mình sẽ chọn không nổi nóng nha các bạn. Ôi. Ôi, tại sao lúc nào cái lựa chọn của mình nó cũng sai vậy? Cái game này có một cái gọi là cái sự thần kỳ nào đó đã giúp cho mình chọn sai mọi thứ. À, đúng vậy nhỉ? Đi số. À, cậu cũng thấy vậy mà đúng không? À, rồi. Hóa ra là ông này lại nói như vậy nữa cho nên mới thế các bạn ơi. Đúng rồi đó. Từ trước đến nay thì tôi thấy chị là người, là cái con sâu bọ ghê gớm nhất trong cái đám này. À, nếu là vì tôi thì hãy đi đâu đó đi. Hút bắt, đừng có để tôi nhìn thấy nữa. なんでよ。なんで私の思いがわからないのよ。私が一番あなたのことを愛してるのに、理解してるのに。 Tại sao cậu lại không chịu hiểu cho tôi chứ? Tôi là người hiểu cậu nhất và là người nghĩ cho cậu nhiều nhất, yêu thương cậu nhất. Chiều lòng danh đe đe đúng là khó thật các bạn ơi, không biết là nghĩ gì luôn. À, nói chung là mình sẽ thử nổi nóng xem như thế nào nhé. À, cái đồ tự kỷ ám thị này. Nan desu te? Cậu vừa nói gì cơ? Cậu nói cô là tự kỷ ám thị đấy. Đồ bám đuôi. Ê, sao cái nhạc mình có cảm giác như nó không ổn chút nào cả. Cứ thấy tôi im lặng thì được nước nói tới à. Đúng là không biết cô là cái giống sâu bọ gì nữa. À, cô mới là người gây rắc rối cho tôi nhất đi. Đừng có mà nói chuyện với tôi nữa. À, cô sẽ gây phiền phức cho những người xung quanh đi.
Thật là tôi nói đến đây thì dừng lại. Tôi không muốn nói lớn tiếng cho lắm, cho nên tôi đã tự kiềm chế lại. Nhưng mà xém chút là tôi đã không thể nào mà chịu đựng nổi nữa rồi. そんな... ひどい... ひどいわ... わたしはこんなに思ってるのに... そんなにひどく言うなんて... Cậu thật là tồi tệ đấy. Tôi đã nghĩ cho cậu rất là nhiều mà cậu lại nói tôi như vậy. でもそうなのよね わたしが悪いのよね 自業自得だわ 私がこんなにブサイクでネクラなのも全部自分のせいなのよね Cậu nói đúng nhỉ, bởi vì tôi đã có lỗi. Đây là do tôi tự làm tự chịu. Hơn nữa thì tôi là lứt xấu và tự kỷ ấm thị nữa. Tất cả là lỗi của tôi. どうして? なぜいつもこんなことになってしまうの? 私が悪いの? Tại sao lúc nào cũng lại như vậy chứ? Là lỗi của mình sao? 先に私を騙したのは夏空くんじゃないの? なんで私ばっかりこんな目に遭わなくちゃならないのよ? Chẳng phải người lừa tôi trước là cậu sao? Vậy mà bây giờ một mình tôi phải chịu đựng như thế này à? Chị ta cứ đứng ở đó và khóc. Nhưng mà tôi không thèm quan tâm nữa. Mặc dù là nhạc có vẻ như là sắp sửa bị chém tới nơi, nhưng mà chúng ta vẫn thoát nạn được. Rồi, tạm thời mình sẽ xếp lại cái đã. Xếp vào nơi đầu tiên đi. Tóm lại là tôi đã giữ khoảng cách với lại chị ta và đi vào lớp học. Chị ta khóc ở đó, nhưng mà tôi đã để chị ta một mình rồi. Tôi không muốn dính dáng gì tới chị ta nữa đâu. Không biết là chị ta có theo tôi vào đây hay không. Theo rồi. Chị ta ngồi ở phía sau à. Tại sao chị ta lại theo tôi đến tận đây chứ? Dù cho tôi có tồi tệ như thế nào đối với chị ta đi chăng nữa, chị ta vẫn theo tôi à. Chẳng phải là chị ta đã bị gọi là có vấn đề về thần kinh sao? Nhưng mà chị ta cũng đâu phải là học sinh đâu. Tại sao chị ta lại có thể bình thản như vậy vào giảng đường chứ? Vậy cái này làm cho mình nghi về cái cuộc nói chuyện trước giữa thằng bạn đồng khóa của mình với lại con bạn gái và cả hai người vợ trẻ ở trong chung cư nữa. Không, cho dù chị ta có là bạn đồng khóa với tôi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng muốn đến gần chị ta chút nào cả. Đến rồi. Ê. Nè, Natsuzora-kun. Tonari, suatte ii? Nè, Natsuzora. Tôi có thể ngồi cạnh cậu được không? Lựa chọn thứ nhất chúng ta sẽ là không cho chị ta ngồi ở đây. Lựa chọn thứ hai là bơ. Lựa chọn thứ ba là xin mời. Mình có cảm giác như là nếu mà thằng nhân vật chính nói xin mời thì tức là nó sẽ đi chỗ khác ngồi. Còn không cho ngồi thì cũng không được, cho nên là cứ bơ đi. Chúng ta chọn cái thứ hai là cứ bơ đi. Chị ấy muốn ngồi hay sao thì cũng được. Được đúng không? Tôi sẽ ngồi nhé. Tôi gần thế và trên tay. Ôi bây giờ nhìn gần mình mới để ý là cái vòng này có vẻ như là rướm máu các bạn ơi. Tay chị ấy rất là ốm luôn. Chị ta đã ngồi bên cạnh tôi mà không thèm được tôi cho phép. Không phải là chị ta ngồi quá gần hay sao? Natsuzora-kun, mint no kawari ga suru wa ne. So yo ne. Herb ke no koro n tsukatte iru mono ne. Yoki o shitete ta no o shitteru wa. Người cậu có mùi bạc hà nhỉ? Tôi biết là cậu rất thích sử dụng sữa tắm bạc hà. Tôi đã nhặt được cái bình mà cậu vứt đi. Cái bình sữa tắm mà cậu vứt đi. Nè, watashi no niyoi mo kaide mite. Natsuzora-kun to onaji koron tsukatte iru no yo. Nè, ii desho? Cái koron này là kem dưỡng ẩm hay là kiểu dầu gội đầu chứ nhỉ? Không không không. Cái này là nước xả đúng rồi. Tại sao mình lại nhầm được? Cậu hãy ngửi thử mùi của tôi đi, bởi vì tôi cũng xài cùng loại nước xả với cậu đó. Thử đi. Gomen nasai. Onaji niyoi shite tara uwasa sarechau kashira.
À, xin lỗi cậu nhé, bởi vì nếu mà cùng sử dụng cùng một loại nước xả như vậy thì chắc chắn là sẽ bị người ta đồn thổi. À, tôi đúng là người không biết lẽ phải gì. À, thanh niên nhân vật chính chấm 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 luôn. あのね、さっきは食堂で大声出しちゃってごめんなさい。私ちょっと感情の起伏が激しいの。病気じゃないわ、本当よ。 À non nè, hồi nãy thì ở nhà ăn tôi đã lớn tiếng, nhưng mà bình thường tôi không phải là như vậy đâu. Tôi chỉ là hơi nóng tính một chút vào thời điểm đó thôi. Tôi không có bị bệnh gì hết, thật đó.昔からなの。人とちょっと変わってるのよね。他の人からもそう言われるわ。ちょっとだけね。 Em không nghĩ là chỉ có một chút đâu chị ơi. Chị nên tự lấy máy quay ra quay lại thì nó sẽ chắc hơn. Từ ngày xưa đến bây giờ thì chị bị người ta nói là hơi kỳ lạ một chút. Chỉ một chút thôi đó. Chị muốn nói gì? ごめんなさい。怒った？謝ってばかりじゃ鬱陶しいわよね。ごめんなさい。あ、また謝っちゃった。 Xin lỗi cậu nhé. À, cậu đã giận rồi sao? À, tôi chỉ xin lỗi thôi, chắc là khiến cậu cảm thấy phiền phức lắm. Xin lỗi cậu. À, tôi lại xin lỗi nữa rồi. いえ、違うわ。そんなことが言いたいのじゃないの。私ね、一つ提案があるの。聞いて。 À, không phải là ý tôi muốn nói là như vậy. Tôi có một lời đề nghị. À, cậu có thể nghe được không? Chấm chấm chấm. Ok, bơ luôn. 私が近くにいることを許して、意地悪もしないで。私、おとなしくしてるわ。近くにいるだけならいいでしょ？ Cậu có thể để cho tôi ở bên cạnh cậu được không? Đừng có mà gọi là nóng giận với tôi. Chỉ để tôi ở đó là được rồi. Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu thì thấy là đủ. Thế cũng không sao cả mà. あなたのプラスにならなくてもマイナスにもならないわ。夏空くんのそばにいるだけでいいの。ね。 Chỉ cần đừng có mà như hồi nãy nữa là được rồi. Tôi chỉ ở cạnh cậu thôi, không gây cản trở cho cậu gì cả. Như vậy là được đúng không? Mình đang tính là nói là hồi nãy hình như là cái cô gái ở trong nhà ăn vẫn nhìn thấy chị này đúng không? Như thế làm sao mà là ma được, bởi vì ma thì không phải ai cũng hay nhìn thấy. Chị thích làm gì thì làm. あら、まあ、素敵。それじゃあ夏空くんの邪魔にならないようにするわ。 À, vậy à, tuyệt. Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi chỉ ở đây thôi. Tôi giả vờ nghe giảng và chị ta thì luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chẳng thể nào học được nữa rồi. Chị ta làm tôi phân tâm quá không chịu được. Ôi, cuối cùng là cũng hết được một ngày này rồi. Không biết là mấy ngày trước như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay thì chị ấy bám sát nhân vật chính luôn. Mặt trời đã chìm xuống rồi. Sinh viên thì xếp hàng 2, hàng 3 về. Và có những nhóm thì đi hoạt động câu lạc bộ. Đây mới chính là bắt đầu của một ngày. Sinh viên thì sau khi mà kết thúc cái tiết học bắt đầu chơi. Mình thì không hiểu được cảm giác của sinh viên cho lắm. Hơi buồn. Hôm nay thì tôi đã nói với mọi người là tôi đã sẽ gọi là tham gia vào câu lạc bộ rồi. Nhưng mà chị ta ở đây thì tôi tính phải làm như thế nào đây? Cứ theo miết vậy luôn à. Đâu, để mình xếp lại trước rồi đó. Mình cảm thấy không ổn. Đúng là chị ta thật sự rất là đáng sợ. Và ngay từ ban đầu thì chị ta đã đáng sợ rồi. Nhưng mà bây giờ thì chị ta lại gọi là ngoan ngoãn hơn một chút. Nhưng mà tuy vậy đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào mà dẫn chị ta theo được. Mọi người ở trong câu lạc bộ thì chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ gì nếu có chị ta ở đó. Hơn thế thì chưa chắc gì chị ta đã là học sinh của trường này. Khi nãy thì chị ta đã nói đúng như vậy rồi. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy khá là khả nghi, không biết có tin được hay không đây. Chị ta thì sáng giờ cứ theo tôi miết như vậy. Rồi lúc thì đột nhiên khóc, lúc thì đột nhiên nổi giận.
Tôi mà dẫn chị ta theo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nè, đâu xảy ra? Nó? Kore kara đâu suru no? Kaeru no? Nè, cậu tính làm gì từ bây giờ? Về hay là ở lại? À, sao đây? Một là chúng ta sẽ dắt chị ấy đi theo, hai là chúng ta bỏ chạy. Sao đây? Chẳng lẽ bỏ chạy mình sợ bị đuổi theo kịp ấy. Khoa học đã chứng minh là Janire chạy rất là nhanh, cho nên là mình sẽ chọn một nhé, dắt chị ta theo luôn. À, không có tiếng động rồi các bạn ơi, tốt quá. Tôi tham gia câu lạc bộ. へえ、サークル。日本文化サークルに入ったのよね。自宅にパンフレットがあったもの。知ってるわ。À, cái gì chị ta cũng biết luôn à. À, có phải là cậu tham gia vào câu lạc bộ văn hóa Nhật Bản không? Ở nhà thì tôi đã thấy cậu có giữ cái bảng, cái gọi là cái tấm tờ rơi đó.私も行っていいのかしら。ね。Cậu có thể để tôi đi chung với cậu được không? À, tôi chẳng nói gì cả và bắt đầu đi thôi. Và chị ta theo sau lưng tôi. À, mình cảm thấy là sắp sửa có biến rồi khi mà dẫn vào chung với mọi người như vậy. À, rồi bây giờ thì tôi đã đến được cái khu nhà dành cho câu lạc bộ. Đây là một cái nơi mà có kiểu hai tòa nhà gắn liền với nhau. Tôi và Yoka là tức là chị hàng xóm thì đi vào cái dãy nhà phía đông, và ở góc tầng 2 chính là câu lạc bộ văn hóa. Tóm lại, trước hết là tôi sẽ phải nói với mọi người rằng là đây chỉ là người quen của tôi thôi, và hôm nay thì chị ta sẽ tham gia vào. Tôi sẽ bỏ qua cái phần chị ta là một nhân vật nguy hiểm đi. À, cái kiểu cười như thế này là khá là nguy hiểm rồi đấy. À, chị ta khi mà đi vào trong phòng thì bắt đầu gọi là cười rất là kinh dị. Cốc cốc. Mở cửa. Trước khi mà bên trong kịp trả lời thì tôi đã mở cửa ra. Chào mọi người. Ô, Fujoshi. Ê mọi người, thằng thường xuyên cúp câu lạc bộ đến rồi kìa. Đại đá đừng có nói như vậy mà. Hội trưởng cũng vậy, lúc nào chả cúp. Cậu đùa với tôi à? Tôi chính là một trong những vũ khí tối thượng của câu lạc bộ đấy. Đừng đem tôi so sánh với lại những hội trưởng, nhóm trưởng khác nhé. À, câu lạc bộ của đại học thì nó có nhiều hội trưởng với nhóm trưởng à. À, thật sự thì Fujitsu thật sự đến kìa. Ai đấy mình chưa kịp đọc tên các bạn ơi. Bạn đã sao tay tên khó không vậy? Yui. Ủa? Kagamine Yui, tên nữ à. À, và tên kia khi mình không đọc được, tí nữa mình sẽ ra cha, nhưng mà thấy thanh niên này có vẻ đội nón hip hop này, dân chơi à. Còn ở bên đây Yui nhưng mà chưa chắc tên nữ nữa. À, đồng phục nhìn cũng khá là giống nam, chỉ nhìn thấy bóng dáng thôi cho nên mình không thể nào đoán được là giới tính như thế nào. Cuối cùng thì mày cũng đến đây à, mày nợ tao một canh bạc đi. Ôi sao đông người thế? À, tên gì đây? Take. Thế may mắn thế. Chẳng phải tao đã nói rồi sao? À, chắc chắn là Fujitsu sẽ đến mà. Rồi tụi này cá với nhau à, và thằng hồi nãy thua, cho nên là mới nói mình nợ nó. À, đã bắt mọi người phải đợi lâu nhỉ? Không có tôi ở đây thì mọi người buồn lắm đúng không? Mày đừng có mà lên mặt. Chẳng ai đợi mày đâu. Ngoại trừ Yui ra thôi. Ê, đợi đã, đừng có nói như vậy chứ. Tại sao Yui lại đợi? Nè Fujitsu, sau lưng mày là ai thế? Sau lưng cậu là ai thế? Đây không phải là học sinh ở trong trường này đâu. À, chỉ là người quen của em thôi. Bởi vì chị ta có hứng thú với câu lạc bộ này cho nên là mới đến đây thôi, có được không? Ê. Fujitsu. À, ra là bạn gái của cậu à. À, thế thì được thôi, cứ mà thoải mái đi. À, hội của chúng ta là hội mở mà. À,
Dù sao đi chăng nữa thì anh đây cũng đã ở lại 3 năm rồi. Sắp sửa là không được ở trường đại học này nữa rồi. mình đang hiểu cái ý của hội trưởng nói là gì. Có nghĩa là sau này hội trưởng có bị đuổi học đi chăng nữa thì cũng vẫn tới câu lạc bộ này chơi. À không, riêng hội trưởng thì làm ơn hãy tốt nghiệp đi. Mình có cảm giác không tốt ở đây rồi. Chị ta thì bắt đầu đi đến bên cạnh tôi. Ok các bạn ơi, video này mình cảm thấy nó khá là dài rồi. Và mình sẽ kết thúc video này lại tại đây thôi. Chúng ta hãy để phần hay ở phía sau nhé. Không biết là chị ta sẽ làm gì trong cái câu lạc bộ này đây. Và mình chắc chắn luôn là sẽ có một cái điều gì đó không ổn sẽ xảy ra. Và cái đó là điều quá là hiển nhiên rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thấy thích video này, hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới. Và đừng quên bấm cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.